shopbanhao.vn, Acliquen giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, chào tất cả mọi người. Nói chung là hôm nay mình làm clip này về vị tướng Nakaroth thì tem bạn xong rồi. Sao sống được? Sao đỡ được? Nakaroth trang phục AIC mới chịu nha các bạn. Trời ơi, đợt này mình sẽ múa lửa cho anh em xem nha. Để Nakaroth vào trong tay của Hảo là tem bạn xong rồi. Trời ơi trời, nó không độ tem bạn rồi. Đó, múa lửa ăn mắc bông cho anh em xem này. Hôm nay mình sẽ chuyển cái trang bị của vị tướng Nakaroth qua cái Hercules Thịnh Nộ qua thanh kiếm nha, để xem nó có mạnh không nữa. Tại vì mình thấy khá là nhiều cao thủ sử dụng cái thanh kiếm này. Còn mình thì thường thường mình sẽ sử dụng cái Hercules Thịnh Nộ cơ, nhưng mà hôm nay mình phá lệ quyết định không lên cho nó cái trang bị đó, chính là cái Hercules Thịnh Nộ, và đổi vào đó sẽ là cái thanh kiếm, để xem cái kết nó sẽ như thế nào nhá. Nhưng mà cái thế nào đi chăng nữa thì tem mãn nó cũng xong rồi, đỡ làm sao được, đúng không các bạn? Sao đỡ nổi. Ui dồi. Chơi nó. Thật ra thì cái vị tướng Nakaroth này là một con tướng mà mình khá là thích chơi các bạn. Ngày xưa thì mình hay làm lắm. Nói chung là 2-3 ngày mình làm cái clip, và dạo gần đây mình cũng đỡ đỡ rồi, ít rồi. Nó đã ăn cái con rơi các bạn. Đập lùn sợ gì bạn. Ủ dài chà. Không trúng à bởi. Hay đấy. Bạn hay đấy. Ui giời, Natalia luôn nè. Ớn ăn con thằn lằn nhỉ. Ghê đấy, quăng chiêu đồ thứ nào. Mọi người xem mình nào. Yeah, đó, tung phát còn chém thêm phát chiêu 2 nữa. Trời, nó đau. Mà lòng đau đau đau. Chứ đau đâu, đây mới gọi là đau này. Ui dồi, hello bạn. Ui dồi, hết cả hồn luôn, thôi được rồi, đừng có làm thế. Đừng. À, Natalia ta mạnh khá thế nhỉ. Được rồi, thì ra là bạn chọn cái chết. Đừng có chất tươi, tại sao lại vô tình bạc nghĩa, đúng nha. Chơi nó. Đầu tiên thì mình sẽ đi farm lính cái đã. Trời ơi, tiền nhất tem luôn mới chịu. Tiền ít nhất tem luôn. Ừ, không có tiền. Tí nữa mà không múa được một cái là chết ngay. Nguy hiểm lắm các bạn. Rồi xong luôn. Farm cái đã. Tập trung đi farm cái đã. Mình biết là mình chơi Nakaroth ổn rồi, nhưng mà cũng phải đi farm chứ, nếu không farm thua tiền người ta, nó ra nó đánh thường là mình cũng chết luôn đấy. Rất nguy hiểm. Bây giờ mình sẽ kiếm Natalia tem bạn mình farm cho nó phát nha. Ô kìa. Rồi, thấy rồi, thấy Caffeine rồi. Rồi xong luôn, hãy xem ta đây. Cha. Ui giời, chạy nhanh thế nhá. Mấy cái thanh niên này nó chạy nhanh như nhái vậy. Mình tưởng vào đây ăn được kỳ tướng Caffeine tem bạn rồi chứ, mà nó chạy nhanh thế. Chạy ui da. Wow, thiệt là ghê quá đi. Ghê nhờ. Khiếp nhờ. Rồi xong Natalia tem bạn rồi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Một mạng đầu tay. Lấm tiền. Láo nháo cho ăn cháo liền. Đừng có đùa với cả ninja rùa, ok. Rùa này. Piu. Ui giời. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi farm nha. Ngày xưa lúc mà mình hay làm clip Nakaroth này, nhiều người họ cứ chê mình đánh Nakaroth gà các thứ. Nhưng mà bây giờ ít người họ chê lắm các bạn. Tại vì cái con tướng Nakaroth thật ra bây giờ nó cũng không quá mạnh. Cái meta này Nakaroth không quá mạnh, nhưng mà mình vẫn có thể cầm vị tướng Nakaroth này leo rank. Nó thật sự khá là đơn giản thôi, nó cũng không quá khó. Là các bạn biết mình múa ghê cỡ nào, đúng không? Quá ghê luôn đó. Rồi để chứng minh cho các bạn xem nào. Nào chuẩn bị này, Natalia chết tiếp này. Láo nháo để cho ăn cháo luôn. Rồi Caffeine, mình thấy Caffeine đã mục tiêu ra lại vị tướng Caffeine. Hồi nãy bạn chạy nhanh lắm mà, chạy hồ hảo mình phát nào. Nào chạy nào. Úi cha. Này thì Natalia. Ây á. Ăn đu đủ. Gì kì vậy, còn kéo người ta nữa. Thiệt là hư hết sức à. Chơi vậy là bậy lắm nha. Không tin được luôn các bạn.
chơi mà nó cho nó kéo 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 mình, nó quýnh mình luôn, ghê chứ. Thằng này thiệt tình luôn, chán dễ sợ. Anh em xem clip của mình cho mình một like với nha, một like và một đăng ký kênh và một lượt comment để ủng hộ kênh giúp mình nhé. Chúc các bạn xem clip vui vẻ. Piu piu pam 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 pam. Hôm nay hình như là có một cái trang phục Violet nó mới ra các bạn ạ. Thấy mấy bạn bình luận kêu mình làm clip về Violet đi. Chắc có lẽ là mai mình sẽ làm clip về vị tướng Violet cho anh em xem nha. Mình thấy là hình như là có 500 quân huy sao á, 500 hơn 500 tí. Ui giời ơi, wow, thì là ghê quá đấy nha. Nào 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 nào. Úi giời, hất tung người kia, lao vào. Lao vào đi. Này thì lao vào này, đợi chờ từ nãy đến giờ. Mình chờ bạn từ nãy giờ luôn rồi đây. Hất tung quăng chưa một chúng mà không dám bay vào. Trang phục gì bậc SS hay sao á. Nói chung là trang phục với cái giá gọi là 500 mấy của quân huy thì cũng rẻ thôi các bạn. Cũng không quá đắt đâu. Ten 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 ten. Đây mình đang lên đằng trên đây. Ý, cái con blue của tôi đã mất tiêu rồi. Chán thiệt luôn á trời. Chán thiệt luôn á trời. Mất blue rồi các bạn. Cà phê đi nó không ăn. Mít tem bạn nó cũng không ăn. Cờ đi nó tem bạn nó ăn của nhà nó rồi. Ủa thế còn blue của mình đâu? Đậu xanh, đậu xanh. Ủa blue của nhà mình đâu rồi ta? Ủa bùa tôi đâu? Ai ăn vậy? Ủa ai ăn blue của mình vậy các bạn? Correct cho bạn nó cũng không ăn. Ủa? Là sao? Có blue mà không cánh mà bay hả? Thật là vớ vẩn. Chuyện gì vậy? Oh, vô lý. Gì thôi được rồi, chịu hả? Ui giời ơi, wow. Violet thì mình thấy dưới chân nó có blue đấy, nhưng mà nó vừa mới ăn cái con Chrisnat em bạn xong nó được blue phải không ta? Ủa con blue mình ai ăn trời? Mấy cái thằng này dám cướp bùa mình mới gáo chứ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Được lắm. Mấy thằng nhìn khốn nạn. Thôi kệ không sao, bỏ con blue cũng được, không sao hết các bạn. Trời ơi, chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà, có gì đâu mà căng. Chrisnat này. Nãy mà mình ăn được Chrisnat là có con blue là ngon rồi đấy. Mí dám cướp bùa mình, thằng nhìn thì láo thật. Ui ôi, đông thế. Trời ơi đông thế, quá trời là đông luôn, 4 người luôn. Ui ôi nó băng bạch nó ăn mình kìa các bạn. Đúng là dân chơi không sợ mưa rơi. À, tới cục cưng này kéo vào, kéo này, kéo này, hút này, ôi trời ơi. Thế thì lại xong bạn rồi, ở lên trời, chém, à đâu. Đủ, tôi biến đi đâu nhanh dữ vậy. Thật là quái trưởng các bạn ạ. Quái trưởng, ôi trời ơi, nó máu nó nhiều thế nhờ. Máu nhiều quá trời quá đất luôn, quá đất quá trời luôn. Ôi trời ơi, biêu. Đây rồi, thời của tôi tới. Lên trời, cha, ai da, ai da. Trời ơi, cái thằng Correct khốn nạn. Nó làm gì mình không có được cái gì hết trơn các bạn ơi. Mê kỳ thế nhờ. Tức nhà. Cày đấy. Ừ, hỏi chấm. Ừ, này thì hỏi chấm với chúng tôi này. Thích hỏi chấm không? Thích hỏi chấm đúng không? Này thì hỏi chấm này. Đây, mình ra mình sơ con blue cái đã. Yeah, mình blue luôn rồi. Thiệt tình có mấy cái thằng này luôn á. À, crack này láo nha. Trời ơi, xong rồi. Tem bạn xong rồi. Đánh đấm làm gì nữa. Đây, để Hảo nóng nha. Hảo mà nóng máy ra, Hảo cho cháy bugi nguồn á. Nào.
Nào, 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 ui xỉn đông thế nhờ. Kinh đây, trời ơi, 1, 2, 3 người luôn. Khiếp nhờ, ui giời ơi. Nó lại còn đuổi đuổi bữa bắt cấm minh nữa chứ trời ơi. Chưa thấy bét nhây bao giờ đúng không? Đây, để tôi thể hiện cho mấy anh em xem bạn xem này. Ở đó dí cho mình kìa trời. Quá sợ dí luôn rồi kìa. Giờ mình chờ con blue cái đã. Ý, không có blue không làm ăn gì được các bạn ạ. Chờ con blue nó ra cái đã. Ui giời ơi, mẹ nó cứ tìm mình nó thế nào ta. Nó kéo mình kìa. Ôi giời ơi. Grinat. Grinat. Hảo tới rồi đây. Không chịu về này. Không chịu về này. Ui giời ơi. Không có blue. Blue mình sắp ra rồi các bạn. Mình phải ăn con blue thì mình mới múa được. Mất mấy con blue rồi. Tức thế cơ chứ. Hai con. Đây nhanh 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 nhanh. Máu nhanh nào. Đi ra nào. Đi ra nào. Đây blue này không có ai ăn này. Thì mình kia nó xong mà. Nó xong với tem mình rồi. Nó xong với mình chứ không phải tem mình. Tem mình phế quá. Nó xong với mình rồi. Ê. Này thì thằng Crack này lại còn AFK nữa. Thế thì em trêu rồi. AFK rồi các bạn ơi. AFK rồi. Ui sời như này thì láo nháo. Nãy nói gì đây. Cờ gì đây. Giỡn mặt tôi hả. 4-5 cho anh em xem luôn nha. Đấy 4-5 là mình thích. Mình thích 4-5 cơ. Chứ còn 5-5 thì mình không khoái lắm. Trả giá hả. Chứ sao. Chết là chuyện bình thường nhiên rồi. Mình solo mình đâu sợ vị tướng ID hay là cưới nát em bạn đâu. Rồi xong này. Caffeine này, Caffeine này rồi Ari chết này. Cho bạn 3 giây để đi về. Tớ nói cho bạn biết cho bạn 3 giây đi về, không đi về là phải nằm xuống. Wow. Yeah, chơi không? Chơi đâu. Ui giời nó hồi máu nhiều thế. Máu nhiều quá trời quá đất vậy. Máu nhiều quá trời đất vậy. Ôi giời ơi 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 ơi. Nó lên đây em sơi mấy con quái kiếm tí tí máu ấy coi. Này thì dưỡng mặt với Hảo này. Đứng lại. Trời ơi làm gì còn chiêu nữa mà mưa. Chạy đứng nào. Tôi hỏi bạn chạy một câu chạy đứng nào. Chạy đi đâu khỏi nắng bây giờ. Cái thanh niên Crack này láo nháo này. Nó cay mình à. Cay mình à. Ôi trời ơi lại còn cay mình nữa cơ chứ. Thế mình ghê các bạn ạ. Nào nào đuổi theo nào 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 nào. Ôi giờ đuổi kia. Đuổi kia. Đuổi kia đuổi kia đuổi này. Đây 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 mọi người xem này xem này xem này. Ôi trời ơi trời. Lại còn đuổi mình ghê chứ à. Kinh đấy nhá. Wow thì đáng sợ. Mình thấy sợ bạn quá cơ. Bạn nào vào đấy. Nó tìm mình kìa, nó tìm mình kìa. Này, này thì Crack này. Nhởn mặt này, lên trời này, lao nháo này, lấm luôn. Đùa với cả ninja dù hả? Con Caffeine này nó có cái cung tà, có cái cung tà ma các bạn ạ. Ui trời ơi, có cung tà ma mà không sơi được. Ui da, xịt đau thế. Khá phết nhờ. Không có cung tà ma là mình xử nó ngay lập tức luôn các bạn. Mà nó có cung tà ma, rồi xong Crack nát rồi. Bé Crack nát rồi. Ui trời, ui trời. Úi xời. Ai đi cho bạn cay mình à. Cay à. Bạn cay tớ à. Mình thích bạn đây. Bạn cay như vậy mình khoái rồi đấy nha. Này thì cay cú này. Cay cũng làm được cái gì đâu mà. Mình đang tìm tướng Crinat. Đây Crinat của Hảo. Crinat của Hảo. Úi xời ơi. Ui xời ơi, thế em xin lỗi. Ui giời làm gì càng thế cơ chứ. Ôi kìa, kéo kìa. Nào nào nào, đuổi theo đấy. Ui giời, nào làm sao. Sao bây giờ, ui giời làm gì đây. Irene nó chặn đầu mình ghê chứ nào. Nào ui giời. Tuổi gì. Bắt ăn tớ. Không có cửa đâu cưng. Trời ơi, linh cái thanh kiếm phát, đàm phát nó to ghê các bạn. À, tem mình 5-4 này. Crinat tem bạn chưa ra này. Ui dồi, ăn xong cái con bùi xanh này ra là đầy cái máu này ra được 1 2 3 chơi nó. Piu, lấm tiền. Nhi bật cái chiêu cuối không chạy được các bạn. Caffeine nó xịt cho phát chết luôn. Rồi xong luôn. À quên nữa, tem mình rồi xong luôn, khả năng là tạch luôn phát này này. Mình chết một cái là thua luôn rồi. Violet chỉ là một cái con tép thôi. Đồng đội cho mình nó yếu quá. Rồi xong luôn. Thôi rồi lụm ơi luôn. Nè xảy chân một cái là chết luôn các bạn ạ. Thật là vãi trưởng. Thôi luôn.
Thôi chết, thôi luôn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye. Nhớ cho mình một like nha.